Thưa quý vị, bên cạnh các sản phẩm hot trong mùa dịch Covid-19 như khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, trong thời gian gần đây trên nhiều trang mạng xã hội cũng tràn ngập nhiều thông tin hình ảnh quảng cáo các loại thẻ đeo kháng khuẩn có tác dụng chống virus có xuất xứ từ Nhật Bản. Thậm chí thẻ đeo kháng khuẩn còn được quảng cáo với tác dụng kỳ diệu là có thể diệt cả Covid-19. Tuy nhiên, tác dụng thực sự của loại thẻ này chưa có cơ quan nào kiểm chứng. Làm sạch không khí, chống mốc virus vi khuẩn, thậm chí là chống được dịch Covid-19. Đó là những lời quảng cáo về sản phẩm thẻ chống virus đang được rao bán và đăng tải trên mạng Internet hiện nay. Để minh chứng cho tác dụng thần thánh này là những hình ảnh cực thuyết phục. Không chỉ thẻ diệt virus, thậm chí có một số đối tượng rao bán vaccine chống được dịch Covid-19 với giá 1 triệu một mũi và 200 đô la một mũi. Nhưng thật bất ngờ vì đây là vaccine tiêm phòng dành cho chó. Ngay sau đó, người bán vội vàng xóa đi. Thì có dịch corona ấy ạ, thì khi mà chơi Facebook thì em có thấy một số các cái quảng cáo và một số các cái thông tin về về cái thẻ chống virus gì đó và có vaccine. Mình có theo dõi trên các trang mạng thì vaccine thì mình không thấy quảng bá nhiều bằng cái thẻ cái gì có nhiều hơn. Bản thân cá nhân mình thì mình không tin lắm. Tại vì những cái gì bán tràn lan ở ngoài thì chưa kiểm duyệt hoặc chưa qua Bộ Y tế hay là những cái người ta có chức năng, chức trách của nhà cơ quan ấy. Tuy nhiên không phải người tiêu dùng nào cũng tỉnh táo như vậy mà nhiều người vẫn đặt niềm tin vào người bán, còn người bán thì chạy theo lợi nhuận mùa dịch. Và đây là 300 sản phẩm thẻ diệt virus đã bị lực lượng chức năng thu giữ mới đây tại chợ thuốc Hapulico. Số sản phẩm đều không có hóa đơn chứng từ và không có kiểm định chất lượng. Giá bán trên mạng những chiếc thẻ này là từ 200 đến 300 ngàn đồng một thẻ. Cái khó khăn nhất là đối với cái hoạt động đó thì những hoạt động đó là chủ yếu là lén lút và cái phương thức giao hàng nó cũng rất là khó khăn cho cơ quan kiểm tra. Chủ yếu giao hàng theo cái số lượng nhỏ lẻ rồi là đến tận tay người tiêu dùng. Hiện ở Việt Nam, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho loại hàng hóa là thẻ đeo chống virus, bút diệt khuẩn v.v. lưu hành trên thị trường. Do vậy cũng chưa có bất cứ sự kiểm nghiệm nào về chất lượng để khẳng định tác dụng kháng khuẩn diệt virus, nhất là với Covid-19 của các sản phẩm rao bán trên mạng. Việc một số người quảng cáo rao bán những sản phẩm có tác dụng phòng dịch Covid-19 thực chất là hành vi lừa người tiêu dùng nhẹ dạ cả tin.